Xin phép cho Nam Em được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ở trong khán phòng ngày hôm nay. Một lời chào và lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn nhiều mọi người đã đến đây để ủng hộ chị Hà Kiều Anh với một tác phẩm mang tên Đời Tôi Rất Là Đời Thật. Và Nam Em cũng là người xuất thân từ miền Tây. Em cũng hiểu được cái tinh thần và cái tâm hồn của người miền Tây, là người ta rất là trọng tình, trọng nghĩa và rất là chân thật. Và cái điều Nam Em tò mò nhất ở chị Hà Kiều Anh là chính bản thân Nam Em là một người con gái và có danh hiệu nhưng mà rất là lận đận trong chuyện tình cảm. Thì em không biết là cá nhân chị Hà Kiều Anh đã vượt qua nó như thế nào, vì chính những cái định kiến của người thế giới thứ ba và cách chị vượt qua được cái thử thách đó, em cảm thấy nó là nguồn năng lượng để em tiếp tục cho cuộc sống của mình. Vì em thấy là chị là một cái... Em đến với cái hộp báo ngày hôm nay, thật sự là em chỉ nghĩ là em đi giống như những cái hộp báo bình thường thôi, nhưng mà nó động lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Và em cảm thấy là chị truyền cảm hứng cho em sống tích cực hơn và em sống tốt hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Nam Em. Và một lần nữa xin được cảm ơn Nam Em đã sản xuất Tôi Đi Trần. Hãy giơ một tràng tay cho phó đạo diễn Nguyễn Hồng Khanh. Hãy giơ một tràng tay để cùng đón chào sự xuất hiện của DOP Trần Mộng. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thư ký của đoàn phim Dương Phi Thạch. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu quay phim Gấu NB và Thằng Licker. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Make Up Huy Mon. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện cho tổ Phùng Trang, Thanh Nhai. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu dựng phim hậu kỳ, Phong Vũ. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhạc sĩ A Kim Vũ. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Sơn A. Và cuối cùng đó chính là biên kịch của chúng ta, biên kịch Nguyễn Bình. Xin được trân trọng kính mời. Và trong chúng ta sẽ cùng nhau quay số và tìm ra vị chủ nhân may mắn nhất nhận về cho mình giải thưởng. Đó chính là một chỉ vàng 4 số 9 ạ. Và bên cạnh đó là chúng ta có giải riêng dành cho các anh chị phóng viên báo chí trong ngày hôm nay ạ. Và quý anh chị phóng viên báo chí cũng có cơ hội nhận về cho mình giải tương tự như vậy, cũng là một chỉ vàng. Dạ, còn hai bó hoa nữa. Sân khấu diễn viên Hải Lý xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Hoàng Quốc Thông. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu diễn viên Huỳnh Tấn Phát. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Su Su. Và xin được mời lên sân khấu Ngọc Nữ Lô Tô Tâm Thảo ạ. Và tiếp tục danh sách của chúng ta, xin được mời lên sân khấu diễn viên Kim Đào. Xin được mời lên sân khấu diễn viên Bảo Bảo. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Thức. Xin được mời lên sân khấu ca sĩ Thanh Tú, ca sĩ Võ Hiệp Dương, model Bách Nhãn và ca sĩ Hy Tâm. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, à, đây là những gương mặt xuất hiện trong dự án Đổi Mặt Thay Tên của nữ diễn viên Kim Nhân Hà Kiều Anh. Thưa quý vị, thước phim đầu tiên cũng khá là thú vị và sẽ chờ đợi tiếp theo, những tập tiếp theo của Đổi Mặt Thay Tên. Cái gì vậy chị? Cái gì lật guốc vậy trời ơi? Bình tĩnh nha, hôm nay mang cao nhiêu nè? Cao 2 tấc ha. 2 tấc, đứng cẩn thận nè, đứng gần gòn nha, xin mời chị. Và bây giờ sẽ là những bó hoa đến từ anh Hùng và... Không, không lấy cái màn hình nha anh Hội. Không lấy màn hình nha anh Hội. Dạ rồi, xin mời chị Hà Kiều Anh nè. Để có một bộ phim thể hiện hết được những tâm huyết, những nội dung, những câu chuyện mà chị Hà Kiều Anh mang đến cho mọi người trong dự án lần này thì phải góp sức, góp công của rất nhiều những gương mặt, những con người, mỗi người sẽ là một thế mạnh khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng làm việc với nhau thì chắc chắn sẽ mang đến một sản phẩm rất là tâm huyết và được đầu tư kỹ lưỡng à. Còn đây là những nhân vật sẽ xuất hiện trong bộ phim của chúng ta. Mình đi guốc mệt mỏi quá chị hả? Không có đời hả? Dạ. Và bây giờ chị Hà Kiều Anh chị tháo guốc luôn rồi. Một tràng vỗ tay dành cho chị Hà Kiều Anh. Hay quá. Nãy giờ chị đi vô từ ngoài vô trong đây là té 3 lần rồi thưa quý vị. Dạ, để gọn vô. Su Su nha, tập 1 nha. Chưa thấy gì là chuẩn bị là được cái cảnh mà Su Su rất là hớn hở rồi mọi người. Rồi, xin mời chị vào giữa chụp hình cùng với mọi người nha. Sự xuất hiện của người đẹp Nam Em.
Và bên cạnh đó xin được mời nữ diễn viên. Và bên cạnh đó xin được mời sự xuất hiện của nam ca sĩ Titi. Yeah. Titi đến vào lúc sau, nhưng mà cảm ơn Titi rất là nhiều. Và bây giờ xin mời Titi lên sân khấu nha. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một nam diễn viên cũng khá là hài hước cả, đến từ Phát TV. Xin được trân trọng kính mời nam diễn viên Trần Phương Nam. Và bây giờ thì xin được mời chị Hà Kiều Anh và anh Hùng sẽ gửi những bó hoa thay cho lời tri ân với sự xuất hiện quý giá này của những nghệ sĩ trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Lớn được không ạ? Và một lần nữa thay mặt cho ekip của Hà Kiều Anh, xin được cảm ơn những nghệ sĩ, những khách mời đã xuất hiện cho buổi họp báo chiều ngày hôm nay của Hà Kiều Anh ạ. Trân trọng cảm ơn. Và xin mời mọi người sẽ tiếp tục quay trở lại hàng ghế danh dự của mình. Và bây giờ thì được ngồi rồi chị ạ, xin mời chị sẽ cùng nhau ngồi xuống đây. Và anh Hùng ơi, em cũng xin mời anh Hùng sẽ ngồi trên những chiếc ghế này. Và chúng ta xin mời thêm một vài nhân vật nữa để cùng gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện liên quan đến dự án lần này, đối mặt thay tên của diễn viên Hà Kiều Anh. Và cùng với cái phần đó chính là chia sẻ và trò chuyện cũng như là đặt câu hỏi của các anh chị phóng viên báo chí ạ. Và ngay bây giờ các bạn xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đạo diễn Trần Nam Duy. Xin mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin được mời nam diễn viên Hoàng Quốc Thông. Xin được mời diễn viên Huỳnh Tấn Phát, diễn viên Su Su, Ngọc Nữ, Lô Tô, Tâm Thảo sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin được mời nam ca sĩ Hoàng Thức và nam ca sĩ Thanh Tú sẽ cùng tiến lên sân khấu trong khoảnh khắc này ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ có khoảnh khắc để ngồi gần hơn với những nhân vật đã tạo ra bộ phim này, dự án này. Đó chính là một dự án thể hiện được tâm huyết của diễn viên chính của chúng ta. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi cũng như là những sự chia sẻ về xuất hiện lần này của Hà Kiều Anh. Đầu tiên thì trước khi đến với phần giao lưu và trò chuyện với tất cả các anh chị phóng viên báo chí, thì Quốc Bảo sẽ xin phép hỏi cảm giác của cái nhân vật chính sau khi mà ngồi tại rạp cùng với những người thân thương của mình và theo dõi những cái thước phim đầu tiên trên màn hình lớn, thì cảm xúc của chị Hà Quang như thế nào ạ? Xin mời chị. Màn hình lớn à. Một trăm hóa tay dành cho nhân vật chính được không ạ? Em thấy là nãy giờ ngồi xem mà hạnh phúc lắm, xúc động lắm. Em cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi xem phim hôm nay. Thì đặc biệt thì nói chung không biết gì, nói chung không có hiểu gì gần lắm. Nó chỉ là giống như là cuộc đời của mình đưa lên phim vậy thôi. Chứ còn cái cảm xúc đó thì mình thấy sao mà đóng phim này là phim bi đó. Nhưng mà sau tôi coi cái này cái tôi không thấy bi, tôi thấy hài. Cái đoạn đầu mới vô chưa kịp bi đó chị dạ. Đang hài, đang rất là vui vẻ, tích cực. Nhưng mà chị thấy sao? Chị thấy diễn xuất của mình nè, thấy ngoại hình, cơ mặt rồi tất cả mọi thứ khi mà lên màn hình to, chị thấy sao? Chị thấy hài lòng bao nhiêu phần trăm ạ? Nói chung là hài lòng với cái cuộc sống thôi. Chứ còn nói phim thì mình không có, nói chung là mình không dám là tự tin lắm. Nhưng mà mình chỉ thấy là giống như cái cuộc sống ở ngoài đời đó, là mình, nó là một nhân vật thật, rất thật, đúng không ạ? Dạ, và khi mà mọi người theo dõi những cái thước phim đầu tiên thì mọi người cũng có thể thấy là cái cách trò chuyện, cái cách thoại của chị Hà Kiều Anh á, giống như là không diễn vậy đó, y chang ở ngoài đời nói chuyện sao là lên phim, y chang tương tự vậy luôn. Và những nhân vật còn lại, những nhân vật khách mời cũng tương tự như vậy. Và xin được cảm ơn ekip của chúng ta đã mang đến những cái hình ảnh, những câu thoại và những cái cuộc sống rất là gần gũi, rất là đời trên những cái thước phim vừa rồi. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho đạo diễn à. Đây. À, xin mời anh Trần Nam Duy sẽ cùng chia sẻ chút xíu cảm xúc của mình và anh cảm thấy như thế nào khi mà trở thành đạo diễn của một dự án cũng khá khó như thế này. Tại vì có rất là nhiều diễn viên khách mời nè, rồi có rất là nhiều vai ở trong bộ phim này. Vậy thì cái việc truyền đạt đến cho tất cả mọi người câu chuyện này có khó không anh ạ? Lời đầu tiên cho phép Duy xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em báo chí cũng như các anh chị em ekip ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất.
Để trả lời cho câu hỏi của bạn á, thì thực ra với mình á, mọi thứ nó sẽ là cái duyên, mà cái duyên của mình với cái phim của chị Hà Kiều Anh cũng bắt nguồn từ anh Hùng và Susu. Susu cũng là kết nối cho cái duyên, và hình như rằng là mình có cái duyên và Susu hay chọc mình á là có cái nghiệp với BD á. Có nghĩa là những cái phim về các bạn đồng tính, các bạn LGBT, thì đặc biệt mình rất là có cảm xúc với những phim đó, và đặc biệt mình thể hiện những phim đó rất là tốt. Cái duyên là Su bắt nhịp cho mình với lại anh Hùng cùng Hà Kiều Anh. Đúng là cái phim này mình gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì đa số các bạn diễn viên trong phim đều là hoàn toàn mới cả, và khi mà các bạn tham gia với vai trò diễn viên là lần đầu tiên thì các bạn rất là nhiều bỡ ngỡ và rất là nhiều cái va vấp. Nhưng mà điều đặc biệt á, và mình rất là trân trọng các bạn, là các bạn yêu cái mà các bạn đang làm, các bạn rất yêu cái các bạn đang làm. Mình chỉ sợ là các bạn làm nó với một cách hờ hợp thôi. Và qua đây cũng cảm ơn tất cả các bạn diễn viên, cũng như là gửi lời động viên các em cứ yêu cái nghề của mình đang theo đuổi, và các em sẽ thành công với nó. Và đặc biệt rằng minh chứng rằng khi mà bộ phim phát lên rằng không ai biết được, các bạn là hoàn toàn mới toanh. Những cái phân đoạn trong tập 1, và xin mời Susu. Dạ kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì xin cho phép anh là Susu được gửi lời chào đến tất cả quý vị, các anh chị em nghệ sĩ, chào cô Trịnh Kim Chi, chào tất cả mọi người, và đặc biệt đó là anh chị báo chí. Một lời chào trân trọng nhất. Ngày hôm nay thì khi mà được nhận lời mời từ anh Lê Hùng cũng như là chị Hà Kiều Anh để được tham gia vào cái dự án này của chị Hà Kiều Anh, đây là bộ phim phần 2 rồi, thì em cũng đã xem qua phần 1, thì em rất là thích cái chủ đề về những người chuyển giới, những người LGBT. Tại vì em, công việc của em hiện tại cũng là đoàn lô tô, cũng gắn liền với những anh chị chuyển giới nè, các chị chuyển giới và các bạn trong cộng đồng LGBT. Cho nên cái chủ đề này em rất là thích luôn. Cho nên là khi nhận được lời mời thì em đồng ý liền. Và cái nhân vật của em trong bộ phim này thì có lẽ là cái tâm lý nó cũng rất là sảng giống em ngoài đời. Tại vì giống như cái phần đầu thì chị em rất là yêu thương mến nhau, nhưng mà cái cuối tập 1 á thì mọi người thấy đó là nó có một cái gì đó nó hơi mập mờ tí xíu, thì em cũng không có thể bật mí ở đây luôn. Mọi người thấy, và Quốc Bảo cũng thấy là cái ánh mắt và cái sự chờ đợi cái phân đoạn đó của Susu rất em, là em lớn. Em cũng rất là trông đợi, tại vì thật ra là em cũng muốn xem em là em diễn cái phần mê trai đó có được hay không, tại vì ở ngoài đời em cũng không có dạy em. Ở ngoài đời không có dạy luôn đó hả? Ở ngoài đời Susu có mê trai không mọi người? Có nha. Rất mê nha. Vâng ạ. Dạ vậy là em có thể nói là em mê cả cuộc đời em vào đây. Dạ, một trong các tay dành cho diễn viên Susu ạ. Cảm ơn Susu rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài ý kiến, một vài chia sẻ đến từ những nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, em xin mời chị Trịnh Kim Chi sẽ có đôi lời chia sẻ sau khi mà xem tập 1 xong. Và em biết là chị cũng đã đồng hành cùng với diễn viên Hà Kiều Anh cùng với anh Hùng cũng rất là nhiều dự án rồi ạ. Và hôm nay chị thấy những người em của mình mang đến một sản phẩm như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ cảm ơn. Chị Kim Chi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu, anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là các anh chị truyền thông báo chí. Ngày hôm nay Kim Chi rất là vui khi mà được có mặt tại đây và xem một cái sản phẩm mà thực sự từ trước đến giờ thì về cộng đồng LGBT thì Chi luôn đồng hành, thực sự là như vậy, bởi vì Chi có một phần mến mộ các bạn lắm, vì các bạn rất là giỏi và các bạn dám làm, dám nghĩ, dám làm, và các bạn làm rất là thành công. Chính vì vậy mà có một phần Kim Chi rất là ái mộ, và chính vì vậy tất bất cứ một cái sản phẩm, bất cứ một cái công việc gì của các bạn, giống như là Susu, học trò Chi đây, thì Chi cũng rất là ủng hộ, hoàn toàn là ủng hộ. Và có những cái vở kịch Chi làm là vì Susu, vì Thanh Sơn ngồi dưới kia, Chi làm vì các bạn, bởi vì Chi thấy được các bạn có được những cái nét diễn mà Kim Chi cảm thấy là rất là thuyết phục. Và ngày hôm nay thì với một cái bộ phim web drama, nó chỉ là web drama thôi, nhưng mà thực sự khi mà Chi xem á thì có những cái nỗi buồn, rất là thông cảm với các bạn.
giống như là mình nhìn được cuộc sống của các bạn, mình hiểu thêm về các bạn và có những cái chi tiết hài mà nó rất ở trong cái hài nó có cái đau ở trong đó, thì đấy là những cái mà Kim Chi thực sự cảm ơn bạn đạo diễn rất là nhiều, bởi vì bạn thể hiện được cái điều đó. Cười đấy nhưng mà khóc đấy. Và một cái nữa là cái sự hấp dẫn. Thực sự là hồi nãy khi cắt cái tập 1 thì Chi lại muốn xem cái tập 2. Đấy là một trong những cái mà thành công của bộ phim. Chính vì vậy mà ngày hôm nay một lần nữa thì cảm ơn Hà Kiều Anh, cảm ơn Hùng, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn trong ekip làm phim đã tạo điều kiện cho Chi được đến đây để dự một cái buổi xem phim mà rất là thú vị và rất là lạ như thế này. Và chúc cho đoàn phim của chúng ta sẽ thành công, bộ phim của chúng ta sẽ thu được rất là nhiều những cái sự theo dõi của quý vị khán giả, và chúc cho các bạn sẽ có những cái sản phẩm thêm nữa. Chúng ta thừa thắng xông lên ha. Chúc mừng tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ đến từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị đã bỏ thời gian của mình ra để góp mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo thì có Bảo cũng rất là muốn phỏng vấn và trò chuyện với một người cũng là khách mời của ngày hôm nay luôn ạ. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của người đẹp Nam Em. Xin mời Nam Em sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Trân trọng kính mời. Và chắc chắn Nam Em cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc sau khi mà theo dõi cái bộ phim này. Tại vì như mọi người cũng đã biết thì Nam Em đã từng tham gia bộ phim điện ảnh, đó chính là bộ phim Lô Tô. Và cái không khí nó cũng hao hao, nó cũng gần gũi giống như là cái bộ phim của chị Hà Kiều Anh. Và xin mời Nam Em sẽ cùng chia sẻ. Không biết là Nam Em sau khi mà ngồi theo dõi bộ phim này xong tập đầu tiên thì cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Xin mời. Xin phép cho Nam Em được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ở trong khán phòng ngày hôm nay. Một lời chào và lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn vì mọi người đã đến đây để ủng hộ cho chị Hà Kiều Anh với một tác phẩm mang tên Đời Tôi Rất Là Đời Thật. Và Nam Em cũng là người xuất thân từ miền Tây. Em cũng hiểu được cái tinh thần và cái tâm hồn của người miền Tây là người ta rất là trọng tình, trọng nghĩa và rất là chân thật. Và cái điều Nam Em tò mò nhất ở chị Hà Kiều Anh là chính bản thân Nam Em là một người con gái và có danh hiệu nhưng mà rất là lận đận trong chuyện tình cảm. Thì em không biết là cá nhân chị Hà Kiều Anh đã vượt qua nó như thế nào, vì chính những cái định kiến của người thế giới thứ ba và cách chị vượt qua được cái thử thách đó, em cảm thấy nó là nguồn năng lượng để em tiếp tục cho cuộc sống của mình. Vì em thấy là chị là một cái... Em đến với cái họp báo ngày hôm nay, thật sự là em chỉ nghĩ là em đi giống như những cái họp báo bình thường thôi, nhưng mà nó động lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Và em cảm thấy là chị truyền cảm hứng cho em sống tích cực hơn và em sống tốt hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Nam Em. Và một lần nữa xin được cảm ơn Nam Em đã nhận trong buổi chiều ngày hôm nay với buổi họp báo của chúng ta. Và chúc cho nghệ sĩ Nam Em sẽ luôn luôn nhận được những cái nguồn năng lượng tích cực giống như là cái bộ phim vừa rồi. Chúng ta sẽ có thật là nhiều tiếng cười và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nam Em rất là nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái phần, đó chính là một cái phần trò chuyện cũng như là dành những câu hỏi cho ekip của chúng ta đến từ các anh chị, quý anh chị phóng viên báo chí ạ. Ngay bây giờ thì các bạn xin được trân trọng kính mời quý anh chị phóng viên báo chí sẽ đặt những câu hỏi cũng như là dành sự quan tâm dành cho dự án lần này Đổi Mặt Thay Tên của Hà Kiều Anh. Xin mời các